Rồi tiếp theo đây là mẫu đồng hồ mã Y13 nhá. Anh nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là Y13 kèm số điện thoại. Y13 là một mẫu đồng hồ vừa độc vừa đẹp này. Nhìn cái mặt của nó là các anh thấy rồi đúng không ạ? Và có phun lịch ngày cho em luôn. Chống nước, chống xước cho mình. Mặt size 41 nhá. Em giảm ngay trong livestream này cho anh với giá chỉ còn 380 000 nghìn một chiếc và miễn phí giao hàng. Có tem bảo hành này. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng này kèm theo một thẻ bảo hành một đối một trong vòng một năm cho mình này. Bảo hành cho các anh chọn đời dây này không phai, không đen, không ngứa nhá. Để lại số điện thoại nhanh cho em là Y13 kèm số điện thoại 2, 380 nghìn ạ à, 380 nghìn một chiếc và miễn phí giao hàng nhá Các anh mà đeo cái mẫu này thì khác hẳn các anh những đeo cái mẫu bình thường luôn Bởi vì cái mặt của nó nhìn rất là lạ và rất là thanh luôn ạ à. Cầm rất là chắc tay nhá Cứ để lại số điện thoại cho em để có hàng Mẫu này em về trước được vài chục chiếc thôi Nên là anh nào nhanh tay trước thì được nhá Anh Quân này Y13 có số điện thoại em lên đơn Anh Cường Y13 ok lên đơn cho mình này Anh Dũng Trần Y13 ok lên đơn Anh nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay nhá Y13 là một mẫu đồng hồ của nam đấy mặt size 41 này hãng Longbo này phun lịch ngày này có tem bảo hành này kèm theo một thẻ bảo hành bên em nữa và mẫu này thì chống nước 3 atm đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái nhá và mẫu này không đeo không bao giờ bị đen không bao giờ bị phai luôn em giảm ngay trong livestream này cho anh với giá 380 trăm tám mươi nghìn một chiếc miễn phí giao hàng cho mình luôn có tem bảo hành đàng hoàng cho anh này cứ để lại số điện thoại cho em là i 13 kèm số điện thoại nhá đấy cầm cái mẫu này trên tay thì rất là chắc tay là một này thứ hai cầm rất là lạ luôn đấy, các anh nhìn cái mặt đấy, bình thường các anh đeo mặt hình tròn này, hình vuông rất là nhiều nhưng cái mặt hình thoi như này rất là hiếm luôn nhá. Mà em giảm ngay trong livestream này cho anh với giá chỉ còn 380 000 một chiếc thôi. Đấy lại còn được miễn phí giao hàng. Nên là anh nào lấy thì để lại số điện thoại cho em là i 13 kèm số điện thoại nhá. Dây vàng mặt vàng quá sang, có phun lịch ngày luôn. Đấy cứ để lại số điện thoại cho em Y13 kèm số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên gọi điện lên đơn cho mình nhá. Anh Tiến này, mình cũng có mẫu này đeo đẹp lắm. Cảm ơn tình yêu. Anh nào cứ để lại số điện thoại cho em thì có đơn